Âm thanh Đức Hạnh xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Âm thanh Đức Hạnh sẽ test gửi hai khách hàng với hai sản phẩm khác nhau. Đầu tiên là một cặp loa Mỹ Acoustic 520. Thì hôm nay Âm thanh Đức Hạnh xin test gửi một vị khách Lâm Đồng. Vâng, một vị khách ở rất xa. Cảm ơn sự tin tưởng của quý vị và các bạn đã tin dùng cái sản phẩm bên Âm thanh Đức Hạnh cung cấp ra thị trường. Về bài giới thiệu chi tiết về cặp loa Acoustic của Mỹ thì quý vị và các bạn cũng đã được biết và có cái clip rất chi tiết về giới thiệu về dòng sản phẩm này. Và hôm nay cặp loa đang có mặt tại cửa hàng của Âm thanh Đức Hạnh cũng xin test gửi một vị khách hàng, anh Nguyễn Đình Bình, số điện thoại 0903 022 114, ở thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Vâng, xin cảm ơn anh. Với cặp loa này thì còn rất đẹp và đẹp xuất sắc, vẫn thơm nguyên mùi Mỹ. Vâng, hàng thì tất cả các mặt hàng về với cửa hàng thì rất nhiều và tất cả các mặt hàng đó cũng đi rất nhanh. Và Âm thanh Đức Hạnh thì cung cấp cho quý vị và các bạn những sản phẩm nó còn đẹp nhất và tốt nhất. Và đặc biệt hôm nay thì Âm thanh Đức Hạnh xin test gửi một chiếc âm ly, tiếp theo một chiếc âm ly sân xui 707DR, một chiếc âm ly mặt gương. Để nói thêm về dòng 707DR này thì nó được phối ghép với rất nhiều các dòng loa với một công suất khủng 320W, nó có thể cân được những cặp loa đòi hỏi công suất lớn. Như trước mắt quý vị và các bạn đây thì là một chiếc âm ly 707 đẹp xuất sắc mặt gương. Tất cả còn đẹp xuất sắc luôn, có thể soi gương được. Như quý vị và các bạn đã nhìn thấy đây, có thể soi gương được. Và rất khó để tìm ra một vết xước ở trên mặt chiếc âm ly này. Thường thường các dòng âm ly bãi thì chúng ta sẽ bị chảy xước trên mặt này rất nhiều. Và qua ánh điện quý vị và các bạn cùng theo dõi và nhìn thấy, đây là một chiếc âm ly đẹp xuất sắc. Còn chỉ có tí bụi thôi chứ còn không có tí xước. Cửa hàng luôn chọn những chiếc âm ly, những chiếc đầu CD và những cặp loa còn rất đẹp để gửi đến toàn thể quý vị và các bạn. Chiếc âm ly hôm nay thì xin test gửi một vị khách hàng ở thủ đô Hà Nội, anh Nguyễn Đình Công, số điện thoại 0976 616842, ở Thanh Trì, Hà Nội. Vâng, xin cảm ơn anh Công. Còn đây theo yêu cầu của bác, em sẽ test và quay tất cả góc cạnh của một chiếc âm ly 707DR này, hồi gỗ nguyên bản. Và tôi đang ghép với một cặp loa Acoustic. Vâng, chất âm khá rắn giỏi. Bát ghép lên rất căng. Tất cả chức năng hoạt động bình thường. Vâng, như vậy tất cả các chức năng hoạt động rất bình thường và rất là êm ái.
Hai hồi gỗ còn nguyên bản, gần như không một vết xước. Tôi xin khẳng định lại quý vị và các bạn, đây là một chiếc âm ly đẹp xuất sắc. Còn do thời gian rất bận thì hôm nay âm thanh Đức Hạnh xin được tạm dừng clip ở đây. Rất mong quý vị và các bạn nhấn nút đăng ký màu đỏ để được cập nhật tất cả các thông tin về các sản phẩm mới về cửa hàng. Vâng, xin mời quý vị và các bạn cùng ngắm nhìn một đôi loa acoustic rất đẹp, một chiếc âm ly còn đẹp xuất sắc. Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn.